Thưa quý vị, thương lái chính là cầu nối quan trọng trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số bộ phận thương lái có nhiều chiêu trò để qua mặt nhà nông. Chính bởi những lý do này mà vừa qua, lãnh đạo Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam đã đề xuất cấp giấy chứng nhận hành nghề cho thương lái mua lúa để giúp nông dân phân biệt được thương lái tốt và chưa tốt. Để thương lái phát huy vai trò như mong đợi, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam đề xuất thương lái cần có giấy chứng nhận hành nghề, bởi đây sẽ là cơ sở thiết thực để giúp phân biệt thương lái tốt và chưa tốt. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cũng đồng tình với quan điểm liên kết bền vững trong chuỗi giá trị lúa gạo thì không thể thiếu được thành phần thương lái, bởi đây là nguồn cung cấp thông tin về giống lúa, sản lượng, giá cả cho doanh nghiệp. Điều này rất có ý nghĩa để thúc đẩy nhanh chuỗi sản xuất và tiêu thụ, đồng thời cũng mang lại lợi ích cho nông dân. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang trong quá trình tiếp thu ý kiến, đề xuất từ các thương lái để chỉnh sửa, bổ sung, cụ thể hóa bằng cơ chế, cơ sở pháp lý trong nghị định. Ghi nhận tại các địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay giá lúa tươi vụ hè thu giảm tại một số địa phương. Tại các đồng ở Cần Thơ, Kiên Giang, nguồn ít giá đi ngang, trái lại mặt hàng gạo tăng nhẹ 100 đồng 1 kg. Trên thị trường gạo, giá gạo hôm nay đồng loạt tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR504 ổn định quanh mốc 11.700 đến 11.800 đồng 1 kg, tăng 100 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm IR504 ở mức 14.000 đến 14.100 đồng 1 kg, tăng 100 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo cũng không có biến động. Hiện giá gạo thường dao động quanh mốc 15.000 đến 16.000 đồng 1 kg. Gạo Jasmine ở mức 17.500 đến 19.000 đồng 1 kg. Với mặt hàng lúa, giá lúa IR504 dao động quanh mức 7.400 đến 7.600 đồng 1 kg. Giá lúa OM5451 duy trì ổn định quanh mốc 7.600 đến 7.800 đồng 1 kg. Lúa OM380 dao động quanh mốc 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg. Lúa nếp Long An khô giá ổn định từ 9.600 đến 9.800 đồng 1 kg. Lúa Đài Thơm 8 giá ở mức 8.000 đến 8.200 đồng 1 kg. Nào hoa chín ở mức 7.600 đến 7.700 đồng 1 kg. Lúa Nhật giá 7.800 đến 8.000 đồng 1 kg. Riêng lúa OM18 giảm 200 đồng 1 kg, xuống còn 7.800 đến 8.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, vừa qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam đã chủ trì cuộc họp triển khai một số nội dung liên quan đến việc triển khai 5 mô hình thí điểm đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó nổi bật là vấn đề nguồn vốn khi nông dân tham gia mô hình thí điểm đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao sẽ được hỗ trợ toàn bộ vật tư và hạ tầng. 5 mô hình được lựa chọn nằm ở 5 địa bàn có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khác nhau. Các mô hình sẽ đi đầu về triển khai quy trình canh tác lúa bền vững, tổ chức cơ giới hóa đồng bộ, liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu gạo, giảm phát thải, nâng cao năng lực hợp tác xã, khuyến nông cộng đồng, cán bộ cấp xã, huyện, tỉnh, các giải pháp tăng trưởng xanh, thu gom rơm rạ, bình đẳng giới trong sản xuất và sinh kế người dân. Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng đề nghị các địa phương xác định lại một lần nữa diện tích cụ thể các mô hình điểm, tránh xảy ra tình trạng đăng ký hôm trước, hôm sau lại thay đổi. Với các nguồn lực hỗ trợ, Thứ trưởng nhấn mạnh, nông dân khi tham gia vào các mô hình điểm sẽ không bỏ ra cái gì để bà con phấn khởi tham gia. Xin được chuyển sang phần tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, 19,06 tỷ đô la Mỹ tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2023. Đây chính là những con số ấn tượng của xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay. Trong bức tranh xuất khẩu khởi sắc, mặt hàng gạo có bước tăng trưởng đáng kể, vững bước vượt mục tiêu xuất khẩu của cả năm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 4 năm 2024, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 5,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,7% so với tháng 4 năm 2023. Trong đó, nông sản chính 2,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,2%, lâm sản đạt 1,39 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,6%, chăn nuôi đạt 40,8 triệu đô la Mỹ, tăng 5,9%, riêng thủy sản 730 triệu đô la Mỹ, giảm 1,5%. Tính chung, 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 19,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ bức tranh xuất khẩu khởi sắc, mặt hàng gạo có bước tăng trưởng đáng kể, kim ngạch xuất khẩu gạo 4 tháng đã vượt mốc 2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12% về lượng nhưng tăng tới 36,5% về giá trị.
Để tiếp tục duy trì tốt đà tăng trưởng trong xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết xử lý các vấn đề thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, thủy sản, nhất là sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU. Bên cạnh đó, mở cửa các thị trường mới còn nhiều tiềm năng như các nước Hồi giáo, Trung Đông, Châu Phi. Phú Yên là tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm hùm, đặc biệt là thị xã Sông Cầu, nơi được coi là thủ phủ tôm hùm của Phú Yên. Những năm qua, nghề nuôi đối tượng này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn đóng góp rất lớn cho xã hội, tạo việc làm ổn định cho người dân trên địa bàn. Vâng, nhưng hiện nay có đến 80-90% sản lượng tôm hùm trên địa bàn xuất sang thị trường Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, thiếu ổn định. Do đó, để phát triển nghề nuôi tôm hùm theo hướng bền vững, thị xã đang khắc phục những vướng mắc hướng đến xuất khẩu tôm hùm theo hướng chính ngạch. Phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu cho biết, hiện nay có đến 80-90% sản lượng tôm hùm trên địa bàn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, thiếu ổn định. Do đó, để phát triển nghề nuôi tôm hùm theo hướng bền vững, thị xã đang khắc phục những vướng mắc về công tác giao đất mặt nước, cấp giấy phép và mã số vùng nuôi, đồng thời xây dựng chuỗi liên kết, cấp mã cốt cho doanh nghiệp và tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm tôm hùm. Hiện nay, nghề nuôi tôm hùm còn nhiều thách thức như việc quản lý vùng nuôi và xuất khẩu tôm hùm theo hướng chính ngạch còn hạn chế. Về phía địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và người nuôi xác định các tiêu chuẩn, điều kiện để có thể xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Trung Quốc được thuận lợi. Đây cũng là mục tiêu của thị xã nhằm phát triển tôm hùm theo hướng bền vững và hiệu quả. Thưa quý vị, những ngày qua, người dân trồng dưa hấu tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang rất phấn khởi hơn bao giờ hết khi dưa hấu vụ đông xuân bán được giá, đem lại lợi nhuận cao hơn so với nhiều năm. Trung bình mỗi hecta dưa hấu đem đến cho thu nhập người dân là 60 triệu đồng. Vụ dưa năm nay thời tiết không thuận lợi, ít mưa nên năng suất không được cao, chỉ đạt khoảng 25 tấn một hecta, nhưng bù lại giá bán cao nên ai cũng phấn khởi. Thời tiết đang nắng nóng gay gắt nên dưa hấu thu hoạch đến đâu được thương lái thu mua tại ruộng tới đó nên cũng thuận lợi cho nông dân. Hiện giá thu mua dưa hấu ổn định ở mức 6.000 đồng một kg, so với mọi năm thì giá hiện cao gấp hơn 2 lần. Hy vọng năm tới, người trồng phát triển vụ dưa đạt năng suất cao và giá cả cũng ổn định để yên tâm canh tác. Vụ năm nay, huyện Bố Trạch trồng khoảng 655 ha dưa hấu, tập trung chủ yếu ở thị trấn Nông Trường Việt Trung và các xã Lý Trạch, Nam Trạch, Cự Nẫm. Để nâng cao hiệu quả, chất lượng của dưa hấu, huyện chỉ đạo các địa phương liên quan quy hoạch vùng trồng, đồng thời định hướng cho người dân trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Thị trường hồ tiêu và cà phê trong nước hôm nay có nhiều biến động trái chiều, trong khi giá tiêu tăng mạnh 1.500 đồng 1 kg, chạm ngưỡng là 100.000 đồng 1 kg, thì giá cà phê lại giảm sốc tới 12.500 đồng, xuống mốc 120.000 đồng 1 kg. Ở trong nước, thị trường hồ tiêu hôm nay đồng loạt tăng 1.500 đồng so với hôm qua. Cụ thể, Đắk Lắk thu mua hồ tiêu lên giá 100.000 đồng 1 kg. Tại Đắk Nông, giá hồ tiêu hôm nay đã lên thành 99.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại Gia Lai hôm nay ở mức 99.000 đồng 1 kg. Thương lái Đồng Nai thu mua hồ tiêu lên ngưỡng giá 99.000 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu mới nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu tăng nhẹ lên mức 99.500 đồng 1 kg. Còn thương lái tại Bình Phước vẫn giao dịch hồ tiêu với giá 100.000 đồng 1 kg. Tại thị trường quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 và 550 g trên lít lần lượt ở mức 4.400 và 4.500 đô la Mỹ một tấn, còn giá hồ tiêu trắng xuất khẩu nằm tại ngưỡng 6.500 đô la Mỹ một tấn. Ở chiều ngược lại, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm sốc xuống mốc 120.000 đồng một kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng giảm 12.500 đồng một kg, xuống mức 117.500 đồng một kg. Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giảm 12.500 đồng một kg, xuống mức 118.000 đồng một kg. Tại Đắk Lắk giảm 12.500 đồng một kg, xuống mức 118.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giảm 12.500 đồng một kg, xuống mức 118.200 đồng một kg. Hiện tồn kho cà phê trong doanh nghiệp và nông dân không nhiều, do đó lượng xuất khẩu từ nay đến cuối vụ sẽ giảm. Trên thế giới, giá cà phê cũng giảm do tồn kho tăng cao.